Úc nâng cao mức độ đe dọa khủng bố, tin từ Sydney Post Úc. Cũng liên quan đến hiểm họa khủng bố, cơ quan an ninh Úc đã quyết định tăng mức độ báo động sau khi tin tình báo cho thấy là có thể bọn gian sẽ ra tay hoạt động mục tiêu nhắm vào cảnh sát như chúng đã làm ở Pháp và Canada. Trong thông cáo phổ biến vào sáng ngày hôm nay tại Canberra, cảnh sát liên bang Úc nói rằng hiểm họa do những phần tử có cảm tình với ISIS gây nên rất cao, yêu cầu tất cả các cảnh sát viên phải thật thận trọng, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra lúc đang làm việc, cũng như trên đường từ nhà đến sở và từ sở làm trở về nhà. Sau khi quyết định tăng mức báo động được công bố ra, thì một số thành phố đã đồng ý cho cảnh sát được quyền mang cả súng và áo giáp về nhà, thay vì phải để ở sở làm sau khi tan việc.